đỡ hơn hồi xưa rất nhiều. Đời sống người dân người ta cũng vui lên. Giờ chiều người ta hay ra tập thể dục hứng mát. Sạch sẽ hơn. Rất là ok rồi, cải thiện rất nhiều chứ, rất là nhiều. Nhiều năm qua, kênh nước đen là điểm đen báo động về ô nhiễm môi trường. Kênh nước đen chảy qua khu vực phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân đến khu vực cầu Tham Lương, quận 12, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, sức khỏe của người dân sống ven kênh. Có mùi buổi chiều mà nước nó xuống, thủy chiều nó xuống thì gió nó lùa đi, nó rất là hôi. Vô nhà khó chịu lắm, nhà có con nhỏ. Thì khó chịu lắm, nước mỗi lần mưa nước ngập, đi ngập, xe ngập rồi. Cái tiện tay ta dục xuống đâm ra nó làm nghẹt ngay cái chỗ cống đó. Sau gần 2 năm nâng cấp cải tạo, giờ đây kênh nước đen đã khoác một chiếc áo hoàn toàn mới. Dự án nâng cấp cải tạo đường và kênh nước đen đoạn từ cống hợp hiện hữu đến kênh Tham Lương được khởi công vào tháng 4 năm 2020 với tổng vốn đầu tư hơn 600 tỷ đồng. Công trình thực hiện trên chiều dài 1,4 km, rộng 40 m tính cả mặt đường, vỉa hè và lòng kênh. Sau khi cải tạo, lòng kênh được nạo vét, hai bên bờ được kè lại chắc chắn, lắp lan can cao hơn 1,5 m và làm vỉa hè rộng gần 1 m cho người đi bộ. Lòng đường hai bờ kênh thông thoáng hơn sau khi mở rộng, thảm nhựa cho hai làn xe chạy, lắp hệ thống chiếu sáng, trồng cây xanh, lát vỉa hè. Nhà nước nỗ lực để làm cải thiện cái kênh này, rồi cái đời sống người dân người ta cũng vui lên. Đó. Đường xá đồ với đi lại rồi nó cũng thuận tiện hơn. Vỉa hè nè, vỉa hè người dân nè thì con cái rồi đi ra ngoài đây chơi. Mình cũng mới dám cho chứ lúc trước là chưa có vỉa hè. Đường thì nó nhỏ, nó với lại cái kinh này nó không có bờ rào đó, thì mình cũng không dám cho con đi ra gần đó. Mốt cái kinh này á, coi như là về, thứ nhất là về rác đến thì nó cũng giảm đi được 50% thôi. Rác thì do người dân người ta không ý thức ta dục xuống, còn cái hai á thì nó không có hôi, thứ ba nữa nó không có bị ngập lên trên như hồi trước nữa đó, thì nó giảm hôi rất nhiều, nó khoảng còn được 80%. Sau khi cải tạo, nhiều đoạn lan can sắt bảo vệ hành lang dọc bờ kênh bị trộm tháo dỡ. Người dân trong khu vực cho biết lan can bị mất cấp cách đây một tháng. Để đảm bảo an toàn, những đoạn bị mất cấp được chăn dây rào tạm bằng lưới B40. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh, đại diện chủ đầu tư cho biết đã kiểm tra các vị trí lan can bị mất và thông báo cho chính quyền địa phương. Đơn vị cũng lên phương án lắp đặt các đoạn hàng rào mới để đảm bảo an toàn.